Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời bạn lắng nghe truyện dài Bồ Câu Không Đưa Thư. Tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đơn vị cấp phép xuất bản: Nhà xuất bản trẻ. Giọng độc Bảo Linh Một Thục xăm soi tờ giấy trên tay Nó vân vân lật tới lật lui Chưa biết tính thế nào Chiều hôm qua Lúc thò tay vào ngăn bàn Nó tình cờ phát hiện ra tờ giấy này Trong đó chỉ vọn vẹn có mấy dòng Được viết bằng lối chữ in hoa Độc thoáng qua thuộc bất giác đỏ bừng mặt Chờ mình làm quen với Mình ở lớp buổi sáng ngồi cùng chỗ với bạn đi. Nếu không nỡ từ chối, bạn viết cho mình vài chữ. Thành thật cảm tạ, rất mong hồi âm. Lá thư chỉ ngắn ngủi có vậy, bên dưới ký tên, phong khê. Thục vốn nhút nhát, lại cả thẹn. Nó chưa gặp phải kiểu làm quen đường đột như thế này bao giờ. Từ hôm qua đến giờ, lá thư của anh chàng Phong Khê chưa rõ mặt mũi nọ, cứ bắt Thục nghĩ ngợi hoài. Đã mấy lần, Thục định hỏi ý kiến Xuyến và Cúc Hương, nhưng lại sợ tụi nó chọc. Thục đành dấu nhẹm. Ai chứ còn Xuyến và Cúc Hương đã mở miệng chồng ghẹo. Thục chỉ có nước, bịch tay, quay mặt đi chỗ khác. Lây hoay một hồi, không biết xử sự, sự thế nào. Thục khẽ buông tiếng thở dài. Nó không biết nên phớt lờ hay nên trả lời. Và nếu trả lời, thì phải viết những gì? Năm ngoái cúc hương cũng rơi vô một tình huống tương tự thậm chí còn ghê gớm hơn hùng quăng nhét thư tống tình vào ngăn bàn lại còn đe dọa nếu không trả lời cúc hương sẽ ân hận nghe phát khiếp nhưng cúc hương bản lĩnh hơn thuộc nhiều nó thẳng tay ném những tối hậu thư của hùng quăng vào sọt rác lúc cao hứng nó còn dở thư ra cho xuyến và thục cùng đọc cả ba vừa phân tích vừa cười ngặt nghẽo thục không dám hành động như cúc hương cái câu nếu không nỡ từ chối khiến thục thấy tội tội hơn nữa anh chàng phong khê khác xa hùng quâm anh ta không hề dọa dẫm thục đang thả hồn theo những ý nghĩ vẩn vơ thục bỗng giật bắn người khi nghe tiếng cúc hương đột ngột vang lên sau lưng làm gì ngồi thẫn thờ vậy cô nương à <laughs> ta có làm gì đâu thục lúng túng đáp vừa nói nó vừa hấp tấp vo tròn tờ giấy lại, giấu trong lòng bàn tay. Cúc Hương vẫn thản nhiên. Mày đang ôn bài hả? Nghe Cúc Hương hỏi vậy, thuộc mừng như bắt được vàng. Nó mau mắn. Ừ, tao đang ôn lại bài hóa. Đột nhiên Cúc Hương đổi giọng, đang tươi cười. Nó bỗng nghiêm mặt. Thôi đi, đừng có dốc. Mày không qua mặt nổi tao đâu. Hãy khai thật đi, thái độ của cúc hương khiến thục đâm chột dạ nó ấp úng tao đang ôn lại bài hóa thật mà hừ hóa hóa phép thì có cúc hương hất mái tóc mày ôn bài sao tao không thấy mày dở tập tập hả thục liếm môi tao cất vào rồi mày cất trong lòng bàn tay mày chứ gì giọng cúc hương bỗng trở nên tinh quái thục điến hồn nó nhìn sững Cúc Hương. Sao mày biết? Tao đứng sau lưng mày nãy giờ, sao không biết? Cúc Hương vừa cười hì hì, vừa chìa tay ra. Đưa tao coi thử cái gì vậy? Thư tình phải không? Biết không thể giấu được. Thuộc đành bẻn lẻn chìa tờ giấy nhào nát trong tay ra. Vừa lướt mắt qua tờ giấy, Cúc Hương đã ré lên. Trời ơi, tình dữ chưa? Cho mình làm quen với. Mùi còn hơn vũ linh ca vọng cổ mày đừng có nói bậy. Thục đỏ mặt cự nữ. Cúc Hương hơ hơ tờ giấy trước mặt. Chun mũi chọc. Tao nói có sách mách có chứng đàng hoàng. Mà mày dám kêu tao nói bậy hả? Đúng lúc đó, Xuyến ôm cặp bước vào. Nó liếc quanh lớp một vòng rồi rảo bước lại chỗ Cúc Hương. Làm gì mà họ hét ôm sòm vậy? Cúc Hương làm ra vẻ nghiêm trọng. Có đứa tỏ tình với con thuộc tỏ tình đâu mà tỏ tình mà chỉ toàn phịa thục nhăn nhó nhưng xuyến chẳng buồn để ý đến thục nó giật tờ giấy trên tay cúc hương đưa tan vật tao xem trong khi thục ngồi chết chân thì xuyến nheo mắt nghiên cứu lá thư một lát nó gật gù bình luận thống thiết còn hơn kèn đám ma cúc hương tròn mắt nghĩa là sao xuyến chậm rãi nghĩa là lá thư tình này đủ sức làm rơi lệ những người dễ yếu lòng như con thục. Thành thật cảm tạ, nghe na ná như là thành kính phân ưu, có vẻ như muốn chia buồn cùng gia quyến. Đang ngồi yên, thục bỗng nhảy dựng lên. Nè, nè, đừng có trù ẻo ngang mày. Nhà tao sống nhăn hết, mày đừng có nói xui. Xuyến lừ mắt nhìn thục. Tội mày tư thông với địch, tao chưa phạt. Giờ còn mày đặt la lối nữa hả? Tao tư thông gì đâu, không để cho Thục nói dứt câu, xuyến chìa tờ giấy ra. Chứ lá thư này ở đâu ra? Thì ở trong ngăn bàn. Phong Khê là thằng giặc nào? Ai mà biết, tao cũng chỉ mới thấy tên đó lần đầu. Cúc Hương thình lình hỏi chen ngang. Nó gửi cho mày hồi nào? Thục ngập ngừng. Ờm, ờm, hôm qua. Thấy chưa? Cúc Hương reo lên. Rõ ràng là có vấn đề nếu mày không có ý đồ đen tối, thì tại sao mày lén lút giấu lá thư từ hôm qua đến giờ không cho ai biết? Tao định nói cho tụi mày biết ngay lúc đó, nhưng tao sợ. Xuyến hừ mũi. Sợ gì? Mày sợ tụi tao ngăn cản mối tình vĩ đại và cảm động của mày phải không? Bậy. Thuộc chớp chớp mắt. Tao chỉ sợ tụi mày chọc. Cúc Hương nhún vai, buông thõng. Đúng là có tật giật mình. Ông bà nói đố có sai xuyến gật gật đầu tính phụ họa theo cúc hương bỗng nó nhìn thấy thục cắn chặt môi đôi mắt sắp sửa rơm rớm nó hoảng hốt cầm tay thục lay lay miệng rối rít tụi tao dẫn chơi chút xíu mà cúc hương cũng vội vàng lên tiếng thôi nín đi cô nương đừng có mà nhè ra giữa lớp lớp trưởng hoàng hòa đang nhìn mày kìa kệ nó thục vùng vằng trời ơi lớp trưởng mà mày dám kêu bằng nó tao mét bây giờ cho mày mét đừng có dốc mày sợ tao mét thế một hoàng hòa bô trai nhất lớp lại để ý mày thục hừ một tiếng nhưng mà tao không để ý nó cúc hương nháy mắt mày để ý anh chàng phong khê kia chứ gì nghe cúc hương nói vậy không để cho thục kịp phản ứng xuyến đã vội vã xua tay thôi đừng chọc con thục nữa rồi quay sang Thục, Xuyến cười cười nói tiếp. Mày không để ý tên Phong Khê này, nhưng hắn thì để ý mày phải không? Tao đâu có biết. Thục thật thà, tao chỉ nghĩ hắn muốn làm quen thôi. Cúc Hương vọt miệng. Hắn để ý hay hắn đòi làm quen, chuyện đó không quan trọng. Vấn đề là mày có định hồi âm cho hắn hay không? Thục ngẩn người ra. Tao cũng chẳng biết nữa, tao đang định hỏi ý kiến tụi mày Cúc Hương liền liếc Xuyến. Sao mày? Xuyến tỉnh bơ. Thì hồi âm chứ sao? Hắn chả ỉ ôi, bạn viết cho mình vài chữ là gì? Cúc Hương trợn mắt. Hồi âm cho tên nhảy nhép đó. Tuổi buổi sáng tức là tuổi 11A3. Lớp đàn em mình. Chẳng lẽ... Cúc Hương chưa nói hết câu. Xuyến đã hừ giọng cắt ngang. Chính vì tụi nó cả gan trêu vào các chị các chị cần phải hồi âm. Tụi mình phải dạy cho bọn trẻ một bài học. Vẻ mặt nghiêm nghị của Xuyến khiến Cúc Hương phì cười. Nó khoái chí hỏi. Nhưng mà ai dạy? Tất nhiên là con Thục. Thư gửi cho nó mà. Nghe nhắc tới mình, Thục dễ nảy. Thôi thôi, tụi mày muốn làm gì thì làm. Tao không biết dạy dỗ gì hết. Đừng có ép tao. Thôi được. Xuyến thở một hơi dài thường thượt ra vẻ bất đắc dĩ. Nếu mày không nở ra tay, thì để tao. Tao sẽ đại diện cho mày viết thư dạy dỗ thằng nhóc đó. Xuyến vừa nói dứt câu, Cúc Hương đã nhanh tay xé rẹt một tờ giấy trong tập, hí hững chìa ra. Giấy nè! Xuyến cầm lấy tờ giấy, nhưng nó chưa viết ngay mà lại lui cui mở cặp. Gì nữa vậy? Cúc Hương ngạc nhiên hỏi. Chờ một chút, tao đang tìm đồ dùng dạy học đồ dùng dạy học. Ừ, muốn dạy dỗ có hiệu quả, cần phải có đồ dùng dạy học. Xuyến vừa thò tay vào cặp, vừa trả lời ấm ờ. Cúc Hương và Thục cứ thắc mắc, không hiểu Xuyến định tìm vật gì trong đó. Hai đứa ngồi ngay người hồi hộp, theo dõi từng cử động của nhỏ bạn tên quái. Lục lội một hồi, Xuyến từ từ lấy ra một cây kẹo. Trong khi Thục thở vào, thì Cúc Hương biểu môi thất vọng Hmm, tưởng gì, đồ dùng dạy học của mày đó hả? Xuyến nheo mắt. Sao, không được hả? Cúc Hương lộ vẻ bất bình. Như vậy là mày thưởng, chứ đâu phải phạt hắn. Mày không biết gì hết. Giọng Xuyến ranh mảnh. Đối với những đứa tham ăn như mày và con thục, thì đây là cái kẹo. Còn đối với tên tiểu tử đó, đây lại là viên thuốc chuột bọc đường. Nói xong, Xuyến lẹ làng rút cuốn tập trong cặp ra, kê tờ giấy lên và bắt đầu viết thư phúc đáp. Cúc Hương và Thục ngồi chầu rìa hai bên, chụm đầu dòm. Nhưng Xuyến vừa hí hoái bốn chữ, phong khê hiện đệ, Cúc Hương đã biểu môi. <laughs> Văn chương kiếm hiệp ba xu, sặc mùi phim Hồng Kông. Xuyến tự ái. Chứ theo mày, phải gọi hắn như thế nào? Cứ viết là gửi bé phong khê. Hay lắm! Xuyến gật gù khen. Không ngờ thỉnh thoảng mày cũng nói được một câu thông minh. Nói xong, Xuyến lấy một tờ giấy khác, nắng nót viết. Gửi bé phong khi Chị ngạc nhiên vô cùng khi nhận được thư bé. Có lẽ bé quán gà hay sao? Chứ lớp chị đâu có tổ chức câu lạc bộ làm quen hay tìm bạn bốn phương. Mà bé biên thư đòi kết bạn tâm tình. Hơn nữa, bé trẻ người non dạ tuổi còn nhỏ nên chú tâm học hành, chớ đua đòi vớ vẩn, kéo trèo cao té nặng. Nghĩ tình chị em, chỉ tặng bé một cây kẹo ăn cho mau lớn. Và nhớ đừng có dạy dột, trêu vào chị nữa. Goodbye bé. Xuyến viết tới đầu, Cúc Hương ôm bụng cười tới đó. Nó la lên. Trời đất ơi, mày muốn giết chết tươi thằng bé sao Xuyến? Cho hắn chết. Xuyến trợn mắt Ai bảo hắn dám treo vào con thục nhà bà? Thục cũng không nhịn được cười. Nhưng mặt nó thoáng lộ vẻ ái nấy. Nó nhìn xuyến, ngập ngừng. Mày viết ác quá. Ác gì mà ác? Xuyến hừ mũi. Đã dạy dỗ thì phải nghiêm khắc chứ. Thục chép miệng. Tao sợ anh chàng phong khê xấu hổ đến bỏ học mất. Hắn không bỏ học đâu. Nhưng chắc hắn sẽ bỏ cái trò dấm dúi thư tình vào ngăn bàn của mày thư tình. Thục hứ một tiếng. Mày sao giống y như con cúc hương, lúc nào cũng nói bậy. Ừ thôi, không phải thư tình. Thư làm quen vậy. Vừa cười hì hì, Xuyến vừa đặt lá thư hồi âm vào ngăn bàn của Thục. Xong, nó chặn cây kẹo lên trên. Nó làm việc đó với một bộ dạng hí hững, hệt như vật tổ lúc đè tô ngộ không dưới năm ngọn. Ứng dụng sách nói chất lượng cao kho sách nói lớn nhất việt nam từ các tác giả sách bán chạy nhất cùng nhiều thể loại nội dung khác podcast sách tóm tắt truyện thiếu nhi thiên và ngủ Chỉ theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân tải xuống để nghe không cần bạn chế độ lái xe thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng. Còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.